Hello, chào tất cả các bạn quay trở lại kênh Bạn Đường Núi của mình nhé. Thì hôm nay mình sẽ đi tiếp tục đi với anh em đập keo. Bây giờ anh em đang bóc được 2,5 con. Đây là anh Trâu á. Cái tập vừa rồi mình đã giới thiệu đây là anh Trâu á. Này bắt tay đang tiếp tục di chuyển. Ngày có 350 ngàn. Trung bình á. Cái tên là đang tờ cho các bạn nha. Đó dây tờ đang quay đó. Nhổ dễ nhổ lắm. Cây rất nguy hiểm. Thư hả? Rang nữa. Gửi tiếp hả? Dạ. Em đã ra ngoài núi nè. Anh lên trường gửi cho anh Quọt chứ được không? À, để đứa chịu không chạy xuống lấy. Đây các bạn xem vừa rồi cơn bão số 9 mà keo ngã liền khét đi, keo ngã quá trời.
cây. Bỏ cây vô trong đi đi. Kinh khủng. Bạn xem ghê chưa?